Lê Công Tâm, một nhà truyền thông bất đắc dĩ. Mục đích của ông Lê Công Tâm làm truyền thông là chỉ để đánh bóng tên tuổi cho những người ông ủng hộ. Trước đây ông ủng hộ bà Trần Anh Nguyên, sau này thì cơm không lành canh không ngọt, ông ủng hộ ông Andrew Đỗ. Nhưng là ngày hôm qua ông Lê Công Tâm tuyên bố một cái câu: tôi yêu cầu ông Lê Công Tâm chứng minh cho chúng tôi cái lời nói của ông, Tổng thống Donald Trump sẽ không đến Việt Nam. Cả cộng đồng hải ngoại đều vỗ tay hoan hô. Tức là họ đã nghĩ rằng, nhất là ông Phan Trình Nhơn nghĩ rằng chắc là họ đã, cái lời thách thức của họ đã đúng rồi. Thưa quý khán giả, ông Lê Công Tâm, ông, cái kiến thức của ông không có thì ông cũng nên dùng cái đầu để suy nghĩ. Thứ nhất, ông vào trong đọc cái thông cáo của bà Tòa Bạch Ốc. Tòa Bạch Ốc không bao giờ ra một thông cáo mà chống đánh xuôi kèm thổi ngược, nói rằng ông Donald Trump đi như thế này nhưng mà ông lại làm lại cái khác. Chưa bao giờ. Cái đạo đức truyền thông của Tòa Bạch Ốc và đạo đức truyền thông của cái thế giới không cho phép Tòa Bạch Ốc của Hoa Kỳ làm cái chuyện ruồi bu ra một đằng thông cáo mà giờ đi làm một cái nẻo khác, như lời ông Lê Công Tâm tuyên bố tối hôm qua, không có đi, Tổng thống Donald Trump sẽ không đến Việt Nam. Vâng, thưa quý khán giả, bây giờ chúng tôi xin nói với ông Lê Công Tâm nói tại sao ông bảo rằng ông Donald Trump sẽ không đến Việt Nam để tham dự hội nghị cấp cao APEC. Ông lộn rồi ông Lê Công Tâm. Ông Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ không dự cái bữa tiệc kỷ niệm 50 năm Asia. Ông sẽ qua Philippines ngày 12 và để tham dự cái buổi khai mạc, kỷ niệm 50 năm khối Á Châu. Ông đang lẫn lộn ở một cái rằng cái APEC 2017 là của Đông Nam Á và cái khối Á Châu của Philippines, hoặc là ông không có biết rằng là hai cái đó nó dính vào với nhau quá gần, chỉ trước sau có một ngày. 11 là APEC chấm dứt, 12 ông đi qua bên Philippines và cái bữa tiệc ngày 13 để khoản đãi, tức là ăn mừng cái kỷ niệm 50 năm, ông Donald Trump từ chối không đi. Ông Lê Công Tâm mừng rỡ hớn hở lên trên đài để lập công, nhưng mà ông hố rồi ông Lê Công Tâm. Ông hố là ông nói rằng Tổng thống Donald Trump sẽ không dự nghị hội Đông Nam Á. Cái Đông Nam Á nó khác với lại cái Asian, hai cái tổ chức nó khác nhau. Đông Nam Á là chỉ có những cái nước mà thuộc về miền Đông mà Nam Á Châu thì người ta mới gọi là Đông Nam Á. Á đây là Á Châu, Đông là phía Đông. Phía Đông gồm có những nước nào? Gồm Việt Nam, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Nam Dương, Malaysia, Singapore, Thái Lan. Đó là những cái nước mà gọi là Đông Nam Á. Còn những cái nước mà Á Châu thì rất nhiều. Đại Hàn cũng là Á Châu, Nhật Bản cũng là Á Châu, nhưng mà Đại Hàn với Nhật Bản nó là Bắc Đông Nam Á, Bắc Á chứ không phải là Đông Nam Á luôn. Thế rồi Trung Quốc, thế rồi cầm Mãn Châu, rồi tất cả rồi Tây Tạng, Tân Cương, rồi Ấn Độ, Bangladesh. Đó là những cái nước mà thuộc về Á Châu. Thì ông Lê Công Tâm, một là kiến thức của ông quá nhỏ nhoi. Bây giờ chúng tôi mới nghĩ tại sao mà bà Trần Anh Nguyên đứng đọc cái bài diễn văn năm ngoái nhân ngày, nghe là gọi là kỷ niệm 30 tháng 4 năm ngoái, bà đã đọc một bài diễn văn: ngày hôm nay chúng ta cùng tụ họp nơi đây để tưởng niệm, tưởng nhớ đến 50 chiến sĩ Hoa Kỳ và đồng minh đã chết trong cuộc chiến Việt Nam. Sau này chúng tôi mới được biết ông cố vấn của bà đó, ông tránh văn phòng của bà đó là ông dược sĩ
dược sĩ tự nhiên qua ông dược sĩ Thức, dược sĩ Nguyễn Đình Thức, ông đã là một người cựu quân nhân của lực lượng đặc biệt, ông là về dược sĩ, ông làm ở ngành y khoa ở trong ngành y tế ở trong 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 binh chủng lực lượng đặc biệt. Ông mới viết ngoáy cho bà 58 người mà ông viết tắt, 58.000 ông viết tắt. Thì bà Giang Anh Nguyễn cầm cái diễn văn lên đọc, 58 người chết. Thì bây giờ bà không đọc ra được cái 58 người hay 58.000 thì cái đầu bà phải suy nghĩ. Cả một cuộc chiến dài 10 năm mà quân đội đồng minh và quân đội Hoa Kỳ chỉ có 58 người chết. Thế 58 người chết như vậy thì có thể là đủ điều kiện để người ta phải xây một cái bức tường đá đen ở trên Washington DC, tức là thủ đô Hoa Thịnh Đốn, để làm tưởng niệm cho 58 người Mỹ chết tại Việt Nam. Đó là một cái ngu của những người đang làm Việt Nam, tôi nói xin lỗi, những người ngu Việt Nam đang làm những cái công việc tại cái văn phòng đại biểu của nhân dân. Chúng tôi xin được mượn cái chữ của Việt Nam, văn phòng đại biện đại biểu nhân dân, gồm có thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ của tiểu bang, thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ của liên bang, và các người dân cử, tức là các nghị viên hoặc là chủ ca của thành phố. Một người làm lúc thượng nghị sĩ mà đọc cái 58 người Mỹ và đồng minh chết tại Việt Nam thì không, thì chúng tôi không trách ông Lê Công Tâm không biết phân biệt APEC và ASEAN. Cái hội nghị APEC là hội nghị kinh tế Đông Nam Á, còn cái ASEAN là cái tổ chức Á Châu. Hai cái nó hoàn toàn không lệ thuộc, không khác với nhau. Ông Donald Trump hủy cái bữa ăn ở cái ASEAN. Ông Lê Công Tâm hớn hở vui mừng chạy lên đài, chắc là để mà gọi là hy vọng rằng ông Phan Thị Nhơn không nghe cái này, ông Phan Thị Nhơn lại đi gọi ông Ngô Đình Vận, gọi văn hóa ra nhân bản lạc Việt. Đó, thấy chưa, quý vị thấy Phan Thị Nhơn nói đúng không? Thách mời đó, bây giờ ông Donald Trump ông tuyên bố không đi. Vui mừng đi các em. Bây giờ tôi gọi, xin lỗi các quý vị có lớn tuổi hơn tôi, nhưng mà cái già dặn kinh nghiệm chính trị của quý vị, tôi không làm chính trị nha, nhưng mà quý vị còn thua tôi xa lắm. Tôi gọi quý vị là các em Phan Kỳ Nhơn và em Lê Công Tâm, đừng có mừng rỡ sớm như vậy. Thì cái điều thứ hai chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị